Một người đàn ông uống một viên dạng tinh dầu rồi cười rất mãn nguyện. Một chàng trai trẻ cũng uống viên tinh dầu đó. Và kìa, một cô gái cũng uống viên tinh dầu kỳ lạ đó. Uống xong họ đều thấy rất khoan khoái. Đó là tinh dầu gì vậy? Nhìn cứ như thần dược vậy. À, thì ra đó là viên tinh dầu thông đỏ chính phủ Hàn Quốc Mu Hung Hoa chọc xong. Loại tinh dầu cao cấp nhất của Hàn Quốc được chiết xuất từ cây thông đỏ có tuổi đời 100 đến 200 năm tuổi, mọc tự nhiên tại Hàn Quốc trên những ngọn núi cao, được trồng ở độ cao từ 1.300m đến 1.700m. Với 2,7 kg lá thông đỏ được ép và chân cất trong vòng 1 tháng mới được một viên tinh dầu thông đỏ nguyên chất, chứa nhiều hoạt chất vô cùng quý giá và là thành phần chính tạo nên các hoạt chất điều trị ung thư, thanh lọc cơ thể, đào thải mỡ máu, cholesterol, hỗ trợ điều trị tiểu đường, men gan cao, chống lão hóa, đánh tan mảng bám và các khối xơ vữa động mạch. Đó là các hoạt chất quý hiếm như tason, vitamin K và nhiều loại axit amin khác. Đây là sản phẩm được chính phủ Hàn Quốc bảo hộ về chất lượng. Nếu quý khách có điều kiện sử dụng, quý khách nên đi xét nghiệm các chỉ số trong máu như mỡ máu, tiểu đường, cholesterol, men gan, sau đó sử dụng. Với người bình thường thì dùng liệu trình một hộp 3 tháng để điều dưỡng. Với người có các bệnh liên quan các yếu tố trên thì dùng liệu trình 3 hộp để hỗ trợ điều trị triệt để. Người em bán hàng Hàn Quốc cao cấp rất cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ em suốt thời gian qua. Chúc anh chị luôn vui khỏe cùng tinh dầu thông đỏ chính phủ Mu Hung Hoa. Chốt đơn gọi em nha.